Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và bây giờ mình đang đi theo anh Thơm. Anh Thơm sẽ dẫn mình đi bẻ mấy trái xoài. Anh Thơm đi phía đằng trước nè. Anh đó là anh Thơm. Xài, đó, mấy cây xoài. Đây có 1, 2, 3, 4 cây. Phía đằng kia có cây lớn đằng kia. Và đi cùng với mình thì phía đó thì có anh Lộc. Anh Lộc đẹp trai. Đi chơi mấy ngày nay ảnh nhớ người yêu rồi. Dạ. Bữa nay mình cùng với anh Thơm đi hái xài, với anh Lộc đi hái xài đem về cho tặng người yêu. Bông đẹp không? Ờ, cái bông này bông gì nè, đẹp ghê á. Đẹp ha. Ừ. Này có mấy bông này bông nở nè. Bông này nở nè. Còn cái này chưa có nở. Đây nữa nè. Trời ơi, cao quá trời cao luôn. Rồi sao đây? Đâu? Chuột. Chuột đi đâu không thấy chuột. Thì bây giờ mình với anh Thơm sẽ leo lên đó. Leo lên cây luôn nha. Leo lên cây đi hái mấy trái xoài. Để mình trèo lên cây cho đã. Anh Thơm là người leo lên đầu tiên. Xoài này thì nó trên rất là cao. Mình lên đó mình thấy hả? Có không? Có ông ruồi nữa đó. Mình lên chảnh cái đã. Mới đây anh Thơm anh lên tuốt trên trên kia để mình leo lên, tranh thủ leo lên cái đã. Phải dục dập hết. Rồi, chào em cái chào chào. Lọc lên được không? Được chứ. Lên tốt luôn ha. Ai? Anh Thơm lên trên đó. Anh ngọt đóng như nó đó. Đó. Xài bà con, có bảo ơi. Xài, xài nhóc luôn. Nhiều. Còn mấy trái à? Còn có trái bự kìa. Trái toàn ten đó. Xài. Leo luôn hả? Ghê trời. Thơm đang hái trên này. Trên đó có ổ ong ruồi vậy. Chỗ cục đen đen á. Đã ghê luôn á, sao họ lấy? Lấy cây thọt. Ừ, đâu được. Ôi nó đang đóng chưa có. Đang đóng. Hai trái nữa. Vô vỏ. trên kia có bên kia có hai trái. Còn mấy bên này có cái cù ong mật nè mà cao quá sao lấy, không biết khó lấy quá. Chơi. Nó quất bài chứ không kịp luôn hả? Xài cao quá không chơi đâu. Ừ, chơi không được cái này. Chơi khó. Cái này mà có quên có cái vợt hay. Ừ. Yeah. Anh Lộc sau hồi anh chiến đấu anh cũng lên gần tới đây nè. Để coi vòng vòng con đây là trái xài đầu tiên mình cách nó cầm được. Trái xài nhìn nè, trái xoài xoài keo, xoài keo vàng á, đã ghê. Gửi chú anh Lộc tặng cho anh Lộc lát cầm bỏ vỏ nè anh Lộc. Ờ, nhìn kia có bên kia con trái nha. Cao quá cao. Thì chú Sang chú tiếp mình cái vợt. Anh Lộc đang lấy cái vợt lên, đang trao cái vợt lên cho anh. Cho anh Thơm. Đầu mình chiến đấu. Quất tiền luôn hả? Không đâu. Làm gì quất cái ông. Hái xài như làm gì quất được cái tổ ong nguy hiểm lắm ạ. Cái này nó ngang mặt trăng á. Ngang mặt trời. Dữ lắm. Có tối á. Dướng cành. Rồi giật. Nhẹ nhẹ đi, lấy ra bớt cho nhẹ đi. Không.
Hên may mắn là có cái vợt này. Không có cái vợt này là tiêu à. Đã ghê. Rồi kêu dằn chạch luôn. Vô đỏ. Vô vợt. Này là cái xoài keo vàng. Có. Ở vô vỏ. Gần đầy vỏ rồi. Anh thọt cái nhách ngách trên á, tức là thọt cái nhách dưới á, hình quá. Hái hái cho em cái xoài bị chuột ăn bằng kia, vàng vàng lé lé lé. Ừ, cũng đó cũng được. Đây, cái xoài còn nguyên vẹn. Cái này hết miếng rồi. Còn đây là cái xoài, trái xoài bị chuột ăn nè. Nó chuột nó ăn vậy nè. Mấy trái ngon ngon rồi cho nó ăn, nó cắn chút xíu vậy nó bỏ nè. Đây xoài non nè. Không, trái đó bị chuột ăn. Xoài này là chấm mắm mắm ruốc nè. Xoài non chấm mắm ruốc chấm xoài non. Là cái này đây. Ăn nó thơm thơm. Nhưng mà trái như vậy thì ăn nó rất là chua, chua lét, chua lè luôn. Trái bên này có con trái này thôi, chỗ này nó chỗ chùm sò non thấy không á, cho sò con đó. Cái lá bên này nè, bên này nè, ngay tay em chỉ nè, thấy không, nó đu đưa đó em cúi lên, nó bên này nè, cái nhánh này nè, nhánh này nè, nhìn lên thấy chưa. Anh sọt cái vợt qua đi. Rồi anh qua đứng đàng hoàng đi. Nè thấy vợt không? Đây là anh Thơm. Vô, vô vợt. Vô. Rồi cái cuối cùng của cây luôn đó. Bự quá luôn. Bự quá, bự chín luôn rồi. Chín rồi. À, trái này mới ngon nè, hấp dẫn nè mọi người. Trái này mới ngọt nè. Đúng ngọt luôn á. Xoài này, cái mũ nó thơm thơm. Hết thấy rồi. Hết thấy là hết trái rồi. Cái này mới đẹp nè. Ờ, trái nữa. Trục. Không bay à, không bay à. Sao hồi hái mấy nay mình hái được một vỏ này nè. Xài đã. Giờ mình đưa xuống. Mình với anh Thơm sẽ nghiên cứu đưa xuống. Không, quanh quay kia. Chỗ này đứt vỏ sao? Đứt vỏ. Đứt gái. Anh quay cái cán lại. Anh quay cái cán lại, sọt vô đây nè. Rồi. Ôi nha. Từ từ dút lên cái cho nó đụng máy đi, anh đưa xuống từ từ rồi buông đó để đưa cây xuống luôn. Lộc ơi, đón anh Lộc ơi. Rồi buông ra. Rồi hết tới rồi. Rồi tiếp đó là anh Thơm sẽ đi xuống. Xuống được chứ. Em muốn xuống được em phải chuyền qua cây này. Cây kia có trái không?
Thơm, đi xuống. Tết xuống. Bây giờ để mình đi xuống cái nha mọi người. Ừ. Xuống cái rồi mình tiếp tục đi tìm cây khác. Anh Thơm anh xuống tới đất rồi. À, sau một hồi mình chiến đấu thì mình cũng đã xuống được dưới đất rồi. Giờ mình vô coi mấy ảnh kiếm có măng không. Măng tre gai. Mọi người thấy bụi tre gai rậm rạp ghê không? Ờ. Gai đâm cái là thôi. Thấu luôn á. Cái nào cái nấy ghê quá ha. Đây nè. Cái gai này mà ngâm dưới nước á. Trời ơi, đập nó nhức. Coi cái gai nữa nè mọi người. Thấy chưa? Gai chùm chỏm luôn. Mùa này làm cái măng mấy cây này nó già ráo rồi. Để bây giờ mình với anh Thơm đi vô. Vinh Lộc đi vô. Đem chiến lợi phẩm của mình đi vô. Anh Thơm anh đi bên kia, mình đi bên đây. Đi tìm cây khác rồi có. Thì bây giờ mình tiếp tục cái tiết mục là mình đi xin nha mọi người. Anh Thơm đi lần trước rồi. Đi xin xoài. Đây có cây xoài. Để chắc xin này. Có xoài xanh này. Sau hồi anh Thơm anh vô anh làm công tác sinh vận. Sinh vận thì đã sinh được cái xoài rồi. Nè đây có mấy trái nè anh Thơm. Xanh. Xanh xanh xanh. Đổ tay em nè. Đó. Xanh lét á. Bên đây nè xanh lét nè. Anh Thơm anh đã dùng cái vật. Đây. Chín nè. Chín dữ luôn rồi. Được được được. Không sao. Ngon mà, thơm. Đó, đây 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 mà cái này. Cái này trước là anh lên thôi. Cái này chín quá đúng không? Ừ. Đúng rồi. Trái bị chuột cắn tay ra úng dữ rồi. Trái bị nứt á. Ui. Trái bự nè. Trái đó ăn liền á. À đúng rồi. Anh đi về đây. Ừ. Xin trái nữa anh Thơm. Lấy giật nữa đi. Đỡ xin nè. Đâu thấy không? Đợi xin rồi. Làm liều. Hái hái rồi em kinh thật. Này. Nó cặp luôn á. Rồi. Sẵn trái dưới này luôn, ngay cán luôn nè anh Thơm. Này trái này hái dễ nè anh Thơm, ngay cán nè. Đó ngay cán đó. Nó chịu vô nữa. Xong rồi. Đó đó dưới á. Rồi. Xong. Rồi, năm trái chưa? Rồi. Rồi. Mình cầm hai trái. Không chín. Mềm. Không cứ cứng ngắc ha. Anh Thơm cầm ba trái, mình cầm hai trái là năm trái. Rồi.
Thơm ha. Đây, cái trái xoài mình với anh Thơm vừa hái được nè mọi người. Thơm thơm. Đây. Hello, xoài xinh đó mọi người. Đây, xoài xinh nè. Chưa chín, nó vàng nhưng mà chưa chín. Thơm, mình cầm ở trái. Thơm cầm ở trái. Để bây giờ mình đi vô. Đi vô rồi mình đóng đồ mình đi về. Đây thì bây giờ mình với anh Thơm cũng đã đi về tới nhà rồi. Đây là chiến lợi phẩm. Rồi đổ ra luôn. Chiến lợi phẩm của mấy anh em mình bữa nay nè, trời lăn lòng lóc rồi kìa. Nè, trái này chín nè. Hai trái này nè. Những trái này nè, chín rồi. Chín hả? Trái xanh xanh. Ừ. Chưa chín thấy vậy chứ còn cứng. Nhưng mà không sao á. Có xài non đâu ạ. Nè, chùm xài non nè. Trái nó cuốt rồi. Ba trái. Đó xài non rồi. Cạp đó. Trong kia có nguyên một bịch nữa nè. Bữa hổm bữa anh Điền anh hái trước một bịch đây. Mấy ký. Mở đã. Quá trời trái luôn. Đi qua đây tàn sát. Tàn sát đủ thứ. Chuột rắn. Đi tới đâu tàn sát tới đó. Chuột rắn thì xoài, giờ tới xoài. Bên này có trái đu đủ nè. Nè châu Âu luôn, đồ châu Âu. Rồi bây giờ mình xin phép mọi người mình kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Và đừng quên để lại cho mình một like, một share và một lượt đăng ký. Chào tạm biệt mọi người.